suông chức thun 3D nha. Thun 3D giặt không bao giờ sợ bị phai màu ha. Mấy năm mình giặt, mình mặc mấy năm trời thì màu suốt đời muôn đời nó vẫn vậy ha. Và thích thêm một điều nữa là chiếc thun nó co giãn cực kỳ thoải mái luôn nha. Mẫu thun này là dạng như thun lưới á, nó có lỗ. Mặc cái loại thun này mát cực kỳ luôn nha. Mình rất thích những cái mẫu này, những cái loại thun này ở nhà mình có tận mấy cái loại này luôn. Mỗi lần mà tới mùa hè nóng là mình lôi ra mình mặc. Là điều thứ nhất ha, vừa mát mẻ. Cái thứ hai nữa là giặt, bỏ vô máy giặt giặt thoải mái luôn, nó không bị gì hết, không bị phai màu, không cái vải thun nó không có bị tuột, không bị giãn, không bị gì hết. Nhưng mà các bạn nhớ giặt máy giặt là phải bỏ vào túi lưới ha, mặc nó rất là bền. Mình có mấy cái luôn á, mặc tới giờ nó vẫn còn mới tinh luôn á. Chiếc thun thì co giãn rất là thoải mái. Cái kiểu này thun này nó có lỗ cho nên ở dưới đây thì các bạn nên mặc thêm cái quần sọt ha, quần sọt jean màu đen, hoặc là mặc cái quần mặc trong váy đó. Thun này là in ha, in con mèo bu xì nhìn rất là cưng luôn nha, nhìn như là mình mặc yếm á, nhìn rất là trẻ trung luôn mà. Form này là dành cho mấy bạn 80kg trở lại mặc căng phông lên rất là đẹp ha. Mình 1,5m, bạn nào thấp như mình là mặc như chiếc đầm luôn, còn mấy bạn cao tí xíu thì mặc như áo phông dài, áo chống quần, ở trong cứ mặc cái quần thôi, phía sau là có in luôn nha. Mẫu này 40 tuổi đổ lại mình mặc cũng được á, 40 tuổi đổ lại mình mặc thì sẽ thêm phần trẻ trung hơn nha.